Chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã có những hiệu quả bước đầu khi ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đang giảm dần. Đây là nhận định của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp trực tuyến với các sở ngành quận huyện và thành phố Thủ Đức về công tác phòng chống dịch sáng hôm nay. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến sáng nay, thành phố có tổng cộng 640 ca nhiễm được phát hiện và đã được Bộ Y tế công bố, trong đó 433 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 207 trường hợp nhập cảnh, đã có 268 trường hợp được điều trị khỏi, một bệnh nhân tử vong. Thành phố đang điều trị cho 371 bệnh nhân dương tính mới. Hiện Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp nhận điều trị cho 3 ca bệnh rất nặng được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang và Bệnh viện Đa khoa khu vực Long An. Liên quan đến ổ dịch từ điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, từ ngày 26 tháng 5 đến nay, đã có 362 trường hợp dương tính đã được công bố. Ổ dịch này có các chuỗi nhánh lớn. Trong nguồn lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm này, phát hiện 3 ca bệnh là người làm việc trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, nhờ phát hiện sớm xử lý dập dịch triệt để, nên đến nay chưa ghi nhận có lây lan dịch bệnh trong khu vực này. Theo ông Bình, sau 6 ngày áp dụng giãn cách xã hội, số ca phát hiện hàng ngày đang có dấu hiệu giảm dần, còn khoảng 20 đến 25 ca trong cộng đồng, còn lại là các ca trong khu vực cách ly hoặc đã phong tỏa. Điều này cho thấy các chuỗi lây nhiễm đã biết tại thành phố Hồ Chí Minh từng bước được khống chế. Mặc dù có những ca bệnh chưa rõ nguồn gốc phát hiện trong cộng đồng, nhưng trong giai đoạn giãn cách xã hội nên nguy cơ tiếp xúc rất thấp, không phát tán rộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 tại thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này là đúng đắn và kịp thời. Ngân hàng máu tại thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào tình trạng thiếu máu cấp cứu trầm trọng nhất trong 9 tháng qua. Trung bình mỗi ngày, các bệnh viện tại thành phố cần từ 600 đến 900 túi máu, nhưng với lượng dự trữ chưa đến 5.000 túi. Đây là con số đáng lo ngại trong diễn tiến dịch bệnh đang phức tạp. Nguy cơ sẽ thiếu máu cấp cứu cho các bệnh nhân nặng trong những ngày tới rất lớn nếu không có sự chung tay của cộng đồng. Nhận được sự kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt của Ban trị sự chùa Giác Ngộ, hơn 700 tăng ni Phật tử và người dân đã đến hiến máu tình nguyện từ sớm, khẩu trang, sát khuẩn và hạn chế tiếp xúc với những người cùng hiến máu. Buổi lấy máu trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra vô cùng nghiêm ngặt, tất cả vì mục đích hiến máu cứu người. Tối qua em có thấy là chị hôm qua người ta có khử khuẩn toàn bộ để chuẩn bị cho buổi sáng hôm nay để lấy máu. Trong mùa dịch này thì mọi người cũng sợ dịch, nhưng mà những bệnh nhân cần máu thì người ta vẫn phải, mình khỏe thì mình vẫn bảo vệ được, tự bảo vệ được mình thì mình vẫn đến để lấy máu. Lần này thì theo thông báo của Hội Chữ thập đỏ đó, cái nguồn máu dự trữ đó đang rơi vào tình trạng báo động đỏ. Như vậy thì ý nghĩa của cái đợt này đó nó lại quan trọng hơn là mọi năm, mọi tháng mà chúng tôi làm, nằm ở chỗ đó, đó là giúp đỡ trong cái giai đoạn khẩn cấp. Dĩ nhiên thì tất cả chúng ta cũng phải tuân thủ biện pháp 5K mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra. Nguyên nhân chính của lượng máu sụt giảm nghiêm trọng là do dịch COVID-19, ảnh hưởng đến việc hiến máu và vận động hiến máu. Từ đầu tháng 5 đến nay, hơn 100 lượt tour hiến máu lưu động đăng ký trước đó đã bị hủy, tương ứng khoảng 15.000 túi máu. Đặc biệt, từ khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 theo chỉ thị 16, lượng máu thu vào mỗi ngày chỉ đạt 20% nhu cầu, trong khi ngân hàng máu của bệnh viện vẫn phải cung cấp máu cho 130 bệnh viện trên địa bàn thành phố trong giai đoạn này. Chúng tôi cũng có một cái giải pháp để cho người dân chúng ta cũng như các đơn vị chúng ta yên tâm để hiến máu. Tức là chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cái điểm lấy máu hoặc là hình thức lấy máu lưu động, không với số lượng không có nhiều như trước đây, số lượng chúng ta sẽ ít và chúng ta có thực hiện cái hẹn theo khung giờ để mỗi lần không có cái số lượng vượt quá 20-30 người một lần. Nhằm đảm bảo đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các quận huyện, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố duy trì vận động các đợt hiến máu lưu động đã đăng ký và tiếp tục đăng ký tổ chức các đợt mới để đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, thực hiện nghiêm túc 5K để buổi lấy máu được an toàn trong mùa dịch COVID-19. Mới đây ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa ra thông báo yêu cầu các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí không quá 1/2 công chức viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.
đối với các nhiệm vụ được phân công. Văn bản này cũng nêu rõ tạm dừng các đoàn thanh tra kiểm tra chưa cần thiết, đồng thời tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan đơn vị. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Nhiều đơn vị hành chính của thành phố đã chuyển từ hình thức giao dịch trực tiếp sang giao dịch trực tuyến. Các công sở tại phường, quận trở nên vắng vẻ. Người dân khi đến làm việc đều được hướng dẫn hỗ trợ các biện pháp phòng dịch rất nghiêm túc. Dù đã được khuyến cáo về việc hạn chế đi lại, nhưng anh Vũ ở quận Bình Thạnh vẫn tới Ủy ban dân phường để làm giấy khai sinh cho con. Theo anh, đây là việc làm ý nghĩa cho con của mình. Do vậy, anh tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Cái việc cái này của tôi thì tôi cũng cảm thấy cần thiết. Vâng, nên cho nên là việc nào mình cần thiết mình làm thì mình vẫn phải làm thôi. Quan trọng là mình vẫn phải thực hiện theo đúng những cái biện pháp an toàn chống dịch của chính quyền các cấp. Để giải quyết các trường hợp có nhu cầu giao dịch trực tiếp, Ủy ban Nhân dân các phường đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Ngay từ khi vào cửa, khách phải thực hiện các khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và giữ khoảng cách bằng các ghế trống tại các trụ sở giao dịch. Các giao dịch giảm mạnh, không còn tình trạng quá tải như trước đây, khiến cho các chuyên viên cũng dễ thở hơn. Trước dịch thì Ủy ban Nhân phường thường xuyên tiếp trên 100 lượt người thực hiện các dịch vụ hành chính. Sau trong cái thời gian mà giãn cách như vậy thì cũng giảm hẳn rất nhiều. Có điển hình như là ngày hôm nay thì thực hiện khoảng 20 lượt người. Trong tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp, hầu hết các cơ quan, đơn vị, thủ tục hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí phù hợp lượng cán bộ, giải quyết cho những trường hợp đặc biệt, hạn chế đón khách đến giao dịch trực tiếp. Nhiều đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức làm việc ở nhà, duy trì không quá 1/2 lượng người làm việc tại trụ sở. Áp lực của cán bộ khi mà phục vụ người dân trong tình hình dịch bệnh này nó cũng giảm bớt do là số lượng người dân cũng đến ít và người dân mình cũng chú ý thức hơn trong việc chấp hành. Trong khi đó, tại vùng dịch quận Gò Vấp, cơ quan chức năng phải triển khai nhiều biện pháp để hạn chế tập trung đông người tại các chốt kiểm soát nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn để thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với các em học sinh đều đã dần quen với việc phải học online, nhưng chia tay trường lớp, bạn bè, thầy cô qua màn hình máy tính vẫn là sự thiệt thòi đối với nhiều học sinh cuối cấp. Nhằm giúp các em có thêm động lực, vững tinh thần trước kỳ thi vào lớp 10, nhiều trường tại Hà Nội đã tổ chức những lễ bế giảng online với sự trợ giúp của công nghệ, dù đơn giản nhưng vẫn trang trọng, xúc động. Vẫn là khăn quàng đỏ, áo trắng và sự tự hào khi quốc ca vang lên. Thế nhưng lễ bế giảng của Thùy Linh năm nay rất đặc biệt. Hàng trăm bạn bè của em cùng thầy cô dự lễ tổng kết năm học qua màn hình nhỏ. Em cảm thấy thật sự rất xúc động. Tuy là dự lễ bế giảng online thôi nhưng mà em cảm thấy được sự trang trọng của cái buổi lễ. Nhờ có công nghệ mà em có thể gắn kết bản thân mình với mọi người, với các cô, các bạn. Chuẩn bị cho buổi lễ ảo lên đến hàng trăm người, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ tốc độ đường truyền, tập dượt sự cố, hướng dẫn trực tiếp phụ huynh học sinh và đầu tư một số trang thiết bị chuyên dụng như camera 360 độ chuyên dụng cho các buổi họp. Với sự chuẩn bị này, lễ bế giảng với các tiết mục văn nghệ, diễn văn tổng kết, phát biểu của thầy cô, phụ huynh và các em vẫn rất trang trọng. Sự quan tâm của nhà trường với thầy cô giáo thì cũng như một nguồn động lực để các con có thêm những cái động viên, động lực để các con có bước vào một chinh phục một kỳ thi sắp tới, kỳ thi tương đối khó khăn. Xa lớp, xa trường, học sinh cuối cấp thiệt thòi nhiều trong mùa dịch. Thế nhưng bằng sự sáng tạo, thầy cô và các em đang cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến những thành công xa hơn.